vào ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-siêu liền nói với Đức Giê-xu: "Ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép." Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiata, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế." Người nói tiếp: "Ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát." Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, chúng ta biết con người theo niềm tin của Kitô giáo và có cơ sở trong Thánh Kinh đã được sáng tạo theo hình ảnh của Chúa. Hình ảnh của Chúa thì chúng ta có thể hiểu rằng đó là con người đã được sáng tạo với tính cách là một nhân vị. Bởi vì Thiên Chúa cũng có ngôi vị, và ngôi vị của Thiên Chúa thì chúng ta gọi là thần vị. Một Thiên Chúa nhưng có ba thần vị hay là ba ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và ngôi vị là một cái hiện diện có trí tuệ, có tự do và có trách nhiệm về tất cả những gì suy nghĩ, nói năng và hành động. Tương tự như vậy, con người đã được Thiên Chúa sáng tạo để trở thành một cái ngôi vị có trí tuệ để hiểu biết đúng sai, có cái ý chí để biết yêu và ghét, và có tự do để lựa chọn một cách tự nguyện cái điều mình làm hay không làm, và đặc biệt là có một cái lương tri để phân biệt lành và dữ. Do đó tương quan giữa con người với nhau trong việc xây dựng một xã hội phải là tương quan nhân vị với nhân vị, hay nói cách khác là liên vị. Một con người tiếp xúc với một con người không phải như hai cỗ máy, không phải như hai cái vật thể vô tri vô giác đặt gần nhau, mà một cái xã hội cũng không phải là một cái tập hợp của những cái con số, của những cái cỗ máy, hay càng tệ hơn không phải là một cái bầy đàn của súc vật, mà là một cái cộng đoàn của những nhân vị có cái tự do, có cái lương tri và có cái tình yêu nữa, để hợp sức với nhau mà gây dựng nên một cái xã hội. Đúng nghĩa của nó là một xã hội của các nhân vị, một xã hội có cái nhân bản, một xã hội có cái nhân tính. Do đó tất cả mọi cái nỗ lực của con người trong việc xây dựng một xã hội nhân bản như vậy phải là một cái công cuộc, mặc dù là kinh tế, mặc dù là văn hóa hay là chính trị đi nữa, phải lấy con người làm cái trung tâm, phải lấy con người làm cái lý do tồn tại của cái công trình xây dựng đó, và phải nhằm đến cái mục tiêu là để phục vụ những cái thiện ích của con người. Và chính con người phải là chủ thể trong việc xây dựng xã hội như vậy. Và sau cùng là con người phải được thụ hưởng tất cả những cái thành quả tốt đẹp do cái cố gắng về mọi phương diện, về vật chất cũng như về tinh thần, và đặc biệt là về tín ngưỡng, về tôn giáo. Đó là ý nghĩa của cái vai trò con người trong việc cùng nhau xây dựng một cái xã hội nhân bản, nhất là nhân bản Kitô giáo. Xin cảm ơn anh chị em.